Từ xưa đến nay, tư tưởng phương Đông và tư tưởng phương Tây vẫn luôn được nhắc đến như hai thái cực với cách nhìn nhận khác nhau trong vô số vấn đề, mà tình dục là một trong những vấn đề đó. Nếu như người phương Tây luôn được mô tả là cởi mở trong tình dục, không ngại công khai nói về nó, khám phá nó, coi nó tự nhiên như hơi thở cuộc sống, thì người phương Đông đến tận ngày nay vẫn nghiêng về phía cán cân rằng tình dục là một cái gì đó thiêng liêng và kín đáo. Ở đây không có đúng và không có sai, nhưng có một sự thật là tình dục có thể mang đến hạnh phúc qua việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh. Và một trong những cách tốt nhất để đạt được sự dễ chịu ấy là nhìn nhận tình dục như một môn thể thao của hạnh phúc. Trong video này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá quan điểm của tác giả Kim Dương về tình dục, đặc biệt là các cách để khiến cho phụ nữ có thể xoay chuyển thế trận đời sống chăn gối thông qua bài viết 4 nguyên tắc giúp sex trở thành môn thể thao của hạnh phúc nhé. Bây giờ, cùng nhau bắt đầu thôi! Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show, em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Tôi là một người con gái Á Đông và tôi cần tình dục để sống hạnh phúc. Tình dục với tôi là những điều bình thường như ăn bữa cơm, uống cốc nước, đắp chăn, đi ngủ mà thôi. Vì nó là điều bình thường như hô hấp để sống nên tôi chưa bao giờ phủ nhận, thậm chí còn yêu thương và vun đắp cho những trải nghiệm của mình. Tôi từng có một đời sống tình dục vui vẻ. Tôi xinh đẹp hơn, uyển chuyển hơn, dáng vóc quyến rũ, da thịt thơm tho, mướt mịn. Và quan trọng là tôi yêu hơn cái khoảnh khắc mặt trời mọc, thay vì bực dọc về những điều sắp phải đối diện ngày hôm ấy. Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi cảm thấy đời sống vui vẻ ấy đang tuột khỏi tay mình, cứ như tôi đang cầm cát hoặc nước vậy. Tôi thấy chán ờm, một món ăn đi ăn lại, có đổi đầu bếp nhưng nội dung cơ bản vẫn thế. Thực ra, tôi cũng không đo đếm được người còn lại có thực sự cảm thấy sung sướng không, hay anh ta cũng nhận ra văn mẫu của tôi tuôn ra trong từng hơi thở. Tôi nghĩ điều tệ nhất trên đời là làm tình trong đầu sướng hơn làm tình ngoài đời thật. Tôi bị rung động bởi những giây phút đê mê từ 1-2 năm trước, ngay cả khi tôi đang làm nó ở hiện tại. Người bạn trai dạy toán và hầu hết các giáo viên tự nhiên khác đã từng bảo tôi cứ áp dụng công thức là ra. Còn ra cái gì thì họ không nói, nhưng suy cho cùng, đó cũng là một lối thoát. Tôi biết đời sống tình dục vui vẻ trước kia được xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển bằng một bộ công thức của riêng tôi. Tôi không nghĩ có ngày mình phải viết nó ra và cũng chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ nó cho ai, vì mỗi người có một cuộc đời và một tệp trải nghiệm riêng. Nhưng đến khi xe lửa trật khỏi đường ray thì tôi nghĩ việc ôn lại là cần thiết. Thứ nhất, hãy làm tình vì chính bản thân mình. Tôi là người sống mặc kệ tất cả, tai điếc, mắt mù. Không phải tôi vô cảm, tôi chỉ cảm thấy không nhất thiết phải phán xét và đánh giá những thứ không liên quan đến mình. Tôi xoay quanh tôi. Cũng vì thế mà khi làm tình, tôi cũng làm vì bản thân tôi. Tôi lắng nghe cả thể xác và tinh thần của mình và chỉ làm tình khi bản thân thật sự thoải mái, vui vẻ, an toàn. Tôi cũng biết rõ vì sao mình làm tình, vì sao mình làm tình với người này. Mình sẽ được gì, mất gì trước khi chúng tôi rơi vào không gian hẹp hai người cùng nhau. Những người đàn ông được no cái bụng, no con mắt và thỏa mãn về sinh lý đều tự hỏi tại sao làm tình cùng tôi over hợp. Câu trả lời đó là tôi chưa bao giờ làm tình vì các anh, tôi làm tình vì tôi. Tôi tận hưởng mọi thứ trong quá trình và điều đó đồng thời làm các anh thỏa mãn. Bởi vì tôi chỉ biết mình nên tôi trở về trạng thái độc lập ngay tức khắc khi làm tình xong. Điều đó không có nghĩa là tôi lạnh nhạt, thờ ơ, máu lạnh với người đàn ông của mình. Độc lập tức là không phụ thuộc. Tôi không sợ sau khi làm tình thì giá trị của mình sẽ thấp đi, mình sẽ rẻ mạt, phóng đãng, dễ dãi, khiến người đàn ông không còn yêu thương và trân trọng mình nữa. Phụ nữ thường buộc mình vào đàn ông sau những cuộc hoang lạc và bắt họ phải chịu trách nhiệm với mình. Các nàng sẽ níu kéo anh ta ở lại bằng bữa sáng và cà phê,
sẽ lê thê cuộc trò chuyện về các vấn đề chẳng thật sự liên quan đến mình, chỉ để tỏ ra ân cần và thấu hiểu anh ta một cách không cần thiết. Nàng sẽ đăng nhiều story hơn, check xem anh ta đã xem chưa, thắc mắc sao anh ta không tiếp tục trò chuyện với mình. Sốt ruột, nàng sẽ chủ động nhắn tin, kiếm cớ nói chuyện, hẹn gặp. Đàn ông thực sự rất ghét trạng thái đó của phụ nữ. Nếu họ đến với bạn chỉ vì tình dục, hãy chấp nhận và tạm biệt họ một cách thân ái. Hai bạn sẽ chẳng còn mấy cơ hội gặp lại nhau nữa đâu. Nếu họ đến với bạn vì nhiều hơn tình dục, họ sẽ tiếp tục thương yêu và muốn tìm hiểu bạn khi và chỉ khi bạn trở lại trạng thái bình thường sau khi làm tình, và tuyệt nhiên không làm phiền họ với cái giọng đòi chịu trách nhiệm. Bạn là phụ nữ, việc của bạn không phải là theo đuổi ai cả. Cứ bình thường thôi, bạn cũng bình thường. Đôi khi phủ nhận mọi chuyện, bạn sẽ càng có được nhiều hơn. Thứ hai, đừng gắn tình dục với cái giá của bạn. Một người đàn ông từng kể với tôi về bạn gái cũ rằng cô nàng thấy mình giống như các cô gái bán dâm khi chủ động trong cuộc ân ái với người yêu. Về sau cuộc tình tan vỡ, tôi nghĩ để đặt dấu chấm cho một đoạn tình cảm thì có nhiều lý do, nhưng chắc sự việc nêu trên là một trong số đó. Tôi nghe, chẳng trách cũng chẳng phê phán ai, dù tôi biết lý do nàng nghĩ vậy, và tôi thì nghĩ ngược lại. Chúng ta khinh miệt các cô gái bán dâm vì thân thể họ có thể mua bằng tiền. Họ chẳng có giá trị gì ngoài món nghề bán trôn nuôi miệng. Chúng ta xa lánh vì cảm giác trên người họ có những bùn lầy, nhơ nhớp, những thứ kết dính bẩn thỉu, dù chúng ta chưa từng chạm vào họ. Đối với đa số người, những cô gái ấy mất giá, vô giá trị. Và rằng, khi một người con gái bình thường làm tình giỏi hơn, tận hưởng hơn, cho đi nhiều hơn, cô ấy sẽ ngày một giống các cô gái bán dâm đó, mất giá và dễ dãi. Nhưng tôi muốn khẳng định điều ngược lại, rằng giá và làm tình giỏi chẳng liên quan gì đến nhau. Ai cũng quay cuồng trong cuộc đời bận rộn và chật hẹp những lo toan của mình, nên chẳng ai biết các cô gái bán dâm có thật sự vô giá trị hay không. Hơn nữa, giá trị của con người nói chung và người phụ nữ nói riêng to lớn hơn trinh tiết và các cuộc ân ái rất nhiều. Tôi học giỏi, chăm làm, nói chuyện hay, cư xử khéo léo, thấu hiểu nhân sinh, tính tình hài hước, hòa nhã, lễ phép và làm tình giỏi. Bạn có thể khám phá, và khám phá đến đâu là tùy thuộc vào năng lực của bạn. Còn tôi vẫn hạnh phúc, tự tin và nâng cao giá trị của mình từng ngày, từng phút, từng giây, huống chi là sau những cuộc làm tình. Vậy nên cứ vui vẻ thôi. Người ta thấy bạn mất giá hay chính bạn thấy bạn mất giá là do bạn chưa đong đếm được giá trị của mình. Phân biệt rạch ròi tình dục để thỏa mãn tức thời và tình dục để xây dựng mối quan hệ dài hạn. Tình dục thật sự rất vui khi bạn sử dụng đúng cách. Nhưng nếu bạn sa đọa và chống vánh với tất cả, thì cuối cùng cán cân sẽ nghiêng về mất nhiều hơn là được. Vì lẽ đó, đôi khi chúng ta cũng phải rạch ròi một chút đâu là tình dục để giải tỏa ngắn hạn và đâu là tình dục để xây dựng mối quan hệ dài hạn. Khi tôi học môn marketing bán lẻ, thầy đã dạy tôi ý nghĩa của việc phân đoạn thị trường và lựa chọn khách hàng mục tiêu. Mỗi nhóm khách hàng sẽ có hành vi khác nhau, nhu cầu và khả năng thanh toán khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận diện, phân đoạn và thiết kế sản phẩm, dịch vụ phù hợp với họ. Nếu bạn tiếp đón những người chân chất, giản dị bằng những nghi thức cầu kỳ của hoàng gia, họ sẽ lúng túng, xấu hổ và cảm thấy bị coi thường. Nếu bạn tiếp đón tầng lớp thượng lưu với tinh thần nhanh, gọn, nhẹ, giản đơn, xoàng, họ sẽ cho rằng bạn thực sự coi thường và hạ thấp đẳng cấp của họ. Đến cuối cùng, cả hai nhóm khách hàng đều sẽ rời xa bạn vì những gì bạn cung cấp không phù hợp với họ. Trong chuyện làm tình cũng y hệt. Tôi không làm tình với tất cả đàn ông trên thế giới, nhưng tôi có thể sẽ làm tình với ai đó ngay lập tức, như uống một liều Panadol để cơn đau đầu biến mất. Và tôi cũng sẽ làm tình với ai đó, nhưng theo một kế hoạch dài hạn, khi mà chúng tôi đã phải lòng nhau, đã nhớ nhiều thứ nho nhỏ về nhau, thay vì những đêm dài trong chăn gối. Hai kiểu đối tượng này sẽ có cách đối xử khác nhau. Một kiểu, tôi có thể thức dậy và lập tức biến mất, không cần chào buổi sáng, không cần để lại lời nhắn, không cần và không cần bất cứ thứ gì cả. Một kiểu, tôi có thể trì hoãn vài tuần, vài tháng, thậm chí cả năm. Tôi có thể giữ mình kín như bưng cho đến khi tôi đong đếm được tình cảm và thời điểm thích hợp để cảm xúc được thăng hoa nhất. Đôi khi sẽ có người trách tôi vô tình quá, nhưng không phải, do bạn thuộc kiểu đối tượng không được chăm sóc đặc biệt đó. Thứ tư, không bao giờ cho đi tất cả. Và đây sẽ là công thức cuối cùng để làm tình luôn vui vẻ, đó là không bao giờ cho đi tất cả. Sự thật là bạn không có tất cả để cho đi. Những tế bào trong cơ thể bạn luôn không ngừng phát triển và phân chia.
Do vậy, bạn luôn mới. Ngay cả khi bạn đã quyết định cho đi tất cả, một giây sau, bạn đã có nhiều hơn tất cả ở một giây trước. Biết giữ lại một phần nào đó cũng chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ bản thân. Tôi không cho bất kỳ người đàn ông nào tận hưởng tất cả kỹ năng của mình. Tôi nâng cao nó trong vô thức. Tôi luôn hấp dẫn và giỏi hơn vì điều đó. Tôi cũng không cho đi tất cả giới hạn chịu đựng của mình. Vì vậy, tôi không bị bắt ép làm tình trong những hoàn cảnh và trạng thái tôi không mong muốn. Bạn luôn phải kiểm soát được hành vi của mình, dự tính những điều có thể xảy ra và sẵn có những kịch bản cho viễn cảnh ấy. Dù sao chúng ta cũng không thể tin ai khác ngoài chính mình, nên đa nghi cũng là một đức tính tốt. Tóm lại, tình dục cũng có thể xem là một bộ môn thể thao, mà ở đó nó cũng giải phóng các hormone khiến cho ta dễ chịu và hạnh phúc. Bởi vậy, dù bạn có là nam hay nữ thì đã đến lúc ngừng xem tình dục như một chuyện khó nói, cần phải giữ kẽ hay khắt khe. Ta càng cởi mở và rõ ràng với 4 nguyên tắc nêu trên thì đời sống song hành cùng chuyện giường chiếu của ta càng thoải mái. Mong rằng 4 nguyên tắc nêu trên của tác giả Kim Dương có ích với bạn. Nếu bạn không thấy chúng có ích, ít nhất hãy thấy giải trí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu có bất kỳ ý kiến gì, hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!